Xin chào anh chị, bên cửa hàng Triều mới về một chiếc Rai anh chị. Thêm một chiếc Rai nữa nha. Hôm bữa là Triều quay cái chiếc Rai màu xanh để nằm phía dưới nè. Đây, đó nó nằm phía dưới kìa. Chiếc Rai màu xanh đó là 2023. Bên Triều mới về thêm một chiếc 2021 nữa. Xe này thì cửa hàng đang bán giá chỉ có 480 thôi. Còn anh chị muốn đợi cao một tí, anh chị lấy con 2023 ở dưới đó. Xe đó cửa hàng đang bán là 501. Và hai cái mức giá thì vẫn còn bớt thêm khi mà anh chị đến coi thực tế nha. Đèn nè, đèn led mẫu mới đời cao mà tầm 480, anh chị lấy xe này đi được anh chị, được cái nó tiết kiệm xăng á, động cơ 1.0 mà nó chạy turbo nha. Đây này đó, mà được thêm một điều nữa là cái xe này nó 5 chỗ mà nó gầm cao, anh chị coi nè, gầm cao đi nó khỏe hơn. Và xe này cũng có cảnh báo điểm mù nữa nè. Còn 480 triệu thôi lấy cái xe đi là quá là ok. Xe này xe nhập Ấn Độ luôn á nha. Đó nè, có màn hình giải trí cho anh chị luôn nè. Không có lấy số vô lăng luôn, động cơ 1.0 thôi mà có lấy số vô lăng luôn, số tự động luôn. Đó, nè, vô lăng nè. Xe này chạy được 37.000 cây anh chị. Đó, cái chất xe thì vẫn còn đẹp nha, chẳng hạn như cần số nè. Đó, vô lăng nè, không có hao mòn gì hết. Ghế bên tài còn đẹp luôn. Xe thì 5 chỗ mà nó rộng, mà chị nhìn cái nội thất nè, rộng rãi nha. Ngồi nó thoải mái anh chị. Khách hàng có trang bị thêm cái bộ thảm 5D nữa. Đó. Đó, các chi tiết chẳng hạn như là tắp bi cửa nè. Keo chỉ thì bên cửa hàng khi mà đi coi xe thì cũng đã kiểm tra hết rồi. Là những cái vấn đề mà chẳng hạn như là khi mà bán xe cho chị là sẽ cam kết và đảm bảo cho chị là không bán xe nè cứng đụng nè, không bán xe ngậm nước, không bán xe rã động cơ, đã bùng rã động cơ. Máy móc thì còn nguyên zin, keo chỉ thì vẫn còn nguyên zin, khung xương thì còn nguyên bản. Xe này chạy được 37.000 cây. Đó, cửa hàng chiều bán giá chỉ có 480 thôi. Thì cái mức giá này vẫn còn bớt thêm cho anh chị á. Anh chị nào mà quan tâm thì đến coi xe, chị bớt thêm cho. Sản xuất 2021 anh chị. Cần thêm thông tin gì về cái xe này thì anh chị các bạn Zalo vừa gửi cái thông tin nha. Trà vẹt đăng kiểm. Vị trí luôn cho anh chị các bạn đến coi xe. 480 còn thương lượng nha. Xe này chạy tiết kiệm xăng, nó chạy khoảng tầm 5 lít 6 lít cho 100 cây à. Tiết kiệm cực kỳ luôn anh chị. Đó, xe mới về này. Quay xong cái clip này cho xì ba lại cái. Nè, số kia mét là chuẩn đàng hoàng. Xe này chạy được 37.000 cây nha. Đây này, để chuyển mở cái đồng hồ lên. 37.000 cây. Đây, xe từ nó hiện lên nè. Đó, 11 37.000 cây mà cái nhắc bảo dưỡng là 40.000 cây. Đây nè. Đó, thì anh chị cứ yên tâm, nhắc bảo dưỡng là 40.000 cây này. Đó, xe này chạy được 37.000 cây nè. Chuẩn số km của hãng luôn anh chị. Cứ yên tâm nha. Rai 2021. Đây, nhập Ấn Độ. Giá là 480 nè, xếp gương tự động luôn anh chị. Xếp gương tự động luôn, xe nhập. Rồi anh chị nào quan tâm chiếc Rai này thì liên hệ trực tiếp với Triều. Cần thông tin thì anh chị cứ kết bạn qua Zalo, Triều gửi cái thông tin cho anh chị. Đến coi xe thì bớt thêm tí nữa cho anh chị nha.